经微凉，我睁开双眼，长夜漫漫总有散，来到故事终点。如果有人问，此生不悔，碰触着你的地方，刻下纠缠印痕。说再见不是离别，何必追赶着句点，思念在一瞬间倾倒地平线。Hộ Tâm. Tập 1. Bay nhanh lên, kẻo không kịp đại hôn của Long Chủ. Bay nhanh lên, kẻo không kịp đại hôn của Long Chủ. Ông trời trên cao, núi sông làm chứng. Linh Long Thiên Diệu của Lạc Xuyên đồng ý cưới Tố Ảnh của Quảng Hàn Môn làm thê tử. Sớm sớm chiều chiều, bên nhau vui vẻ. Đời đời kiếp kiếp, mãi không chia lìa. Linh Long Thiên Diệu làm nhiều việc ác, chết không hết tội. Ta muốn dùng vảy rồng của ngươi làm một bộ áo giáp để bảo vệ người yêu thật sự. Người yêu thật sự. Hóa ra hôn lễ này là tang lễ của ngươi. Ngươi vẫn luôn lợi dụng ta. Xích Diệm Long Nha.
Ngươi nên vui vì được chết trong tay ta. Giao vẫy hộ tâm ra đây. Ta sẽ không để ngươi thành công đâu. Đang và vẫy hợp mau đưa ta. Mưu đồ tính toán của ngươi đều sẽ uổng công vô ích. Không có vẫy hộ tâm, ngươi chẳng qua chỉ là nỏ mạnh hết đà. Ta sẽ rời xa bạn, phong ấn ngươi vĩnh viễn. Mẹ vô dụng, không giúp được khiếm khuyết tim bẩm sinh của con. Nghe người ta nói, dòng sông này có thể khiến con người tái sinh. Mong trời cao rủ lòng thương xót, con có thể như chim nhạn bay về phương Nam. Một ngày nào đó, con có thể trở về. Từ khi ta nhớ được, ta đã lang thang khắp nơi, chưa từng được ăn no mặc ấm. Ta thường nằm mơ, trong mơ có một căn nhà che mưa chắn gió, có bữa cơm nóng hổi. Cảm ơn cha, có cha mẹ ôm ta. Bánh bao đây, bánh bao thịt mới ra lò đây. Ta rất muốn có gia đình như những người khác. Ta cứ tưởng đó chỉ là giấc mơ. Tìm tiên ở núi thần tinh đưa ta về. Người cõng ta nói với ta, từ nay về sau, núi thần tinh chính là nhà ta. Sư phụ, người xem cô bé này đáng thương quá. Con không nơi nương tựa, bơ vơ lẻ loi. Từ nay về sau, núi thần tinh chính là nhà của con. Nhà của ta ư? Lần đầu thư thái, bình tĩnh tập trung, lòng không vướng mắc, vô danh với tình. Lần đầu thư thái, bình tĩnh tập trung, lòng không vướng mắc, vô danh với tình. Hai mươi năm trước, Tố Ảnh chân nhân môn chủ Quản Hàng Môn chém giết yêu long, từ đó yêu tộc lụng bại. Người huyền môn chúng ta càng trân trọng hiện tại, cố gắng tu luyện, không được để tụt hậu. Mọi người biết chưa? Thử thách mỗi năm một lần sắp bắt đầu rồi. Mọi người đều đang tích cốc, chỉ có cô là vẫn thích ăn uống. Tử Nguyệt sư tỷ, đã hai bữa chưa ăn gì rồi. Ta đói quá. Cô đến đây để tích cốc cơ mà. Vâng. Cô lên núi 10 năm, ngoài thể thuật còn gì nữa? Biển chưa mở tĩnh mịch, chẳng có chút linh lực nào. Các anh em trong núi cùng nhập môn với cô, đệ tử 4 sao từ lâu, chỉ có cô vẫn là 1 sao. Còn không biết điều khiển kiếm. Đừng làm khó cô ấy nữa. Đúng vậy, người còn chưa mở biển ý thức có thể điều khiển kiếm. Đúng thế. Đúng vậy, có thể kiểm soát kiếm không? Ai nói ta không biết? Cô ấy biết kiếm rồi. Đúng, tuy ta chưa mở biển ý thức, nhưng vẫn biết mượn linh lực xung quanh điều khiển kiếm bay trên không. Đó là kiếm của ta. Nhạn Hồi trả kiếm lại cho ta. Chính ta chỉ trong một ý nghĩ, là người hay yêu do tâm niệm mà ra. Cùng chết đi được, tùy duyên tại thế. Có thôi đi không, tùy theo hoàn cảnh. Chỉ cần thái độ tốt, ăn cơm thôi, ăn cơm thôi. Đặt xuống, ăn cơm thôi. Mau mau mau, ăn thôi nào, xếp hàng đi. Nào nào, mỗi người một cái, xin lỗi nhé.
cảm ơn. Nhạn Hồi, sao cô lại ở đây? Đúng, đúng, đúng rồi, đúng rồi, đúng chỗ đó đấy. Xem các cô ấy nói, đệ tử núi Tinh năm nào cũng tới tiếp cốc. Cô cũng qua đây một chuyến mỗi năm. Thực ra là vì bánh bao của nhà giam bọn ta, đúng không? Vì sao cha mẹ không cần cô nữa? Nhất định là vì cô ăn quá nhiều. Ngươi cứ ngồi đây mà nói linh tinh. Sư phụ nói ta bị khiếm khuyết tim bẩm sinh, có lẽ do lý do này nên cha mẹ mới không cần ta. Khiếm khuyết tim? Vậy sao cô sống được đến bây giờ? Đương nhiên là sư phụ cô ấy chữa khỏi rồi. Thoải mái không? Tiện lợi không thoải mái? Cô không thoải mái ở đâu? Tai ta không thoải mái. Cô cho ta ngoáy tai nha. Ta không ngoáy. Nhạn Hồi tiên trưởng, cái tiên nhạc này ngày nào cũng vất vả, chỉ cần thái độ đầu ta sắp nổ tung rồi. Cô tắt nó đi đi. Đúng đấy, đúng thế, tắt đi, cùng chết mất không được. Tiên nhạc này do tâm pháp tịnh minh biến thành, thanh tẩy tâm hồn ngươi, giúp các bạn xóa khí tức, có ích cho tu hành. Nói linh tinh? Ta không nói linh tinh. Cô nhìn hắn đi, lúc mới tới hung hãn ghê gớm lắm, dọa quái nhiều lắm. Cô đi đi. Ok. Đúng không? Cô đẹp hơn nữa rồi. Thật à? Cũng ăn bánh bao no rồi. Đấm bóp cũng đấm bóp xong rồi. Ta về tu luyện trước nhé. Đợi rồi, đợi rồi. Vội cái gì chứ? Với thể thuật của cô, luyện hay không luyện tương đương nhau. Dù có luyện đến đâu thì cũng chỉ thế mà thôi. Đúng rồi, cô Nhạn từng nói cô sẽ rửa sạch oan khuất cho bọn ta. Năm nay tuyết tan hết rồi mà bọn ta vẫn đang ngồi đây. Muốn về Thanh Khâu không kéo dài được nữa. Người bắt các ngươi là giới luật đường. Bây giờ giới luật đường do Lăng Phi sư thúc quản lý. Ta nghe nói sư thúc vẫn luôn bắt cửu vĩ hồ, đã đuổi theo 20 năm rồi vẫn chưa tìm được. Sư thúc phát điên luôn rồi. Cô đấy, không phải cô đến vì chuyện này thôi. Ra ngoài đi, không chừng mất luôn mạng đấy. Đúng thế, yên tâm nhé. Đợi sư phụ ta xuất quan, sư phụ sẽ đòi công bằng cho các bạn. Cô đừng nhắc đến sư phụ của cô nữa. Sư phụ cô bao lâu rồi không xuất quan rồi? Hơn nữa, từ khi Tố Ảnh chém chết Yêu Long, huyền môn các cô đều răm rắp nghe lời cô ta. Nghe thần tin nữa không? Đúng, nói cái gì đấy? Trưởng lão giới luật đường tới. Chết rồi. Một đám ăn hại. Con cửu vĩ hồ Thanh Khâu đó nấu ở đâu? Trong huyền môn ta? Ta không biết. Không biết. Ta không biết. Đánh. Ta hỏi lại lần nữa, cửu vĩ hồ ở đâu? Ta thật sự không biết. Mấy tiểu hồ ly này nhìn là thấy chỉ vừa mới hóa hình, sao mà họ biết cửu vĩ hồ ở đâu chứ? Đánh tiếp. Tiên trưởng đừng đánh nữa. Cửu vĩ hồ là vương tộc Thanh Khâu, tướng đã giết chúng tôi, bọn ta cũng không thể biết được hành tung của cô ấy. Đừng nói nữa, lôi cô ta ra đây. Qua đây. Đánh cùng luôn. Dừng tay. Các cô vẫn ổn chứ? Lăng Phi sư thúc làm như thế này e là không ổn đâu. Chính ngươi đệ tử duy nhất dưới trướng Lăng Tiêu. Phải. Ngươi nhập hội với bọn chúng, lại còn dám nói đỡ cho một con yêu quái. Xin hỏi sư thúc, mấy quỷ này phạm tội gì? Hình như lạc thường quá. Hồ yêu cõng con, đừng nói là một trận đòn roi. Dù ta có giết hết bọn chúng, có ai ở đây cả dám trách ta nửa câu?
Vậy thì ta phải nói một câu, việc sư thúc làm không phải việc người ta làm. Giới luật đường giết yêu quái không do bạn quyết định ra. Người dừng tay. Người lại dám lạm sát kẻ vô tội. Yêu quái đâu có chuyện vô tội. Ta muốn giết đều có thể giết. Ta nói cho ngươi biết, hôm nay ta phải giết hết đám yêu tinh quỷ quái này trước mặt ngươi. Là Trượng Hàng Yêu, Trượng Hàng Yêu. Lửa thiêu rụi bùa chú kết giới hết hiệu lực rồi. Đi ra ngoài được rồi. Kết giới hết hiệu lực rồi. Nhạn Hồi, ngươi học ở đâu mấy tà thuật quỷ quái này? Đúng vậy, ta sao biết pháp thuật này? Thế này là đóng băng rồi, có chuyện gì vậy? Sư phụ, người xuất quan rồi. Trưởng môn, sư huynh, Nhạn Hồi lén thả tà yêu tu luyện yêu thuật, kêu không nghe dạy, mọi người đều nhìn thấy, thực sự không thể nhân nhượng. Trưởng môn, những lời sư phụ nói đều là thật. Nhạn Hồi quả thực quá to gan, con có gì muốn nói không? Con ra tay với sư thúc đồng môn ngày càng ít quan tâm đến bề ngoài, tùy ý làm bậy. Con thả quái yêu rồi đấy, nhưng con không tu luyện yêu thuật. Bọn quái kia đều vô tội mà, còn dám ngụy biện. Cả núi thần tinh đều biết, tâm trí chưa tỉnh táo, không có năng lượng, chỉ có thể dùng linh khí ở xung quanh. Co BT tại sao hôm nay lại Nhạn Hồi cấm túc ở đài Vẫn Tinh, chờ xử phạt sau.
Pháp thuật lúc trước là sao vậy? Tại sao giờ lại không dùng được nữa? Nhạn Hồi. Sư phụ. Con đã biết sai chưa? Vô tình phá hủy thác tỏa yêu, làm đồng môn sợ hãi, là lỗi của con. Thả quái đi, con không thẹn với lòng. Sư phụ, trong lúc người bế quan, Lăng Phi không màng đúng sai đã bắt rất nhiều yêu quái vô tội. Con định đợi người xuất sẽ báo cho người biết. Nhưng hôm nay, Lăng Phi lạm sát vô tội, không nhịn được nữa. Hồi nhỏ Nhạn Hồi lang thang dưới núi, nghe thấy nói được thì người và yêu không khác gì nhau, là người hay là yêu, không xem thân phận mà phải xem tấm lòng. Con nghĩ là trong lòng yêu quái. Sư phụ, NG nghĩ Nhạn Hồi sai. Hôm nay bắt đầu, ngươi không còn là đệ tử của núi thần tinh nữa. Sư phụ, của các lão ý giới luật đường sao? Cho ngươi xuống núi là ý của ta. Sư phụ. Đa tạ ơn chăm sóc suốt 10 năm của chân nhân. Từ nay về sau, núi thần tinh chính là nhà của con. Không cần lo phải chịu đói chịu rét nữa. Ta sẽ dạy con đọc sách viết chữ. Trước hết bắt đầu từ tên của con. Nhạn Hồi. Tử Nguyệt sư tỷ, không ngờ tỷ còn tại đây nhé. Ai thèm tiễn đệ tử một sao như cô. Đống sách vụn này của cô làm ngứa mắt ta, còn không mau mang đi đi. Nếu tỷ nói vậy, đống sách vụn, vậy thì mấy thứ này không cần đến cũng được. Không cùng quan điểm, không nói chuyện được. Ở trên núi lâu như vậy rồi, biển ý thức cũng chưa mở, pháp thuật cũng không dùng được. Không ngờ, mới dùng lửa một chút, đã đuổi xuống rồi. 10 năm yên ổn là đủ rồi. Tiếp theo, tự sống cuộc đời riêng.
ông chủ, bán 6 bánh bao cho tôi được. 1 cái, 2 cái, 3 cái, 4, 5, 6 cái, 30 xu. Chẳng phải 3 xu 1 cái sao? 3 xu là màn thầu, không có nhân, màn thầu. Bánh có nhân, 5 xu. Trước đây có 3 xu thôi mà, giá đó từ bao giờ, lúc vô bằng này? Bao nhiêu năm trước rồi? Những năm qua, vật giá leo thang, thịt cũng tăng giá, nguyên liệu cũng tăng giá, chỉ tiền công không tăng đâu. Ông đang ăn cướp tiền. Có ăn cướp tiền không? Ta chỉ lấy tiền từ cô thôi. Cô đưa bánh cho cô mới là cướp tiền. Ta thấy cô là đệ tử núi Tê, Tê phải không? Bao nhiêu năm chưa xuống núi rồi? Có ngu không? Mười xu đủ mua mấy cái bánh bao, cộng với cả chiếc bánh cô ăn, tổng cộng là 2 cái. Làm sao đây, không một xu dính túi? Hay là đến Vĩnh Châu tìm Huyền ca? Nhưng mà trên đường đến Vĩnh Châu cũng cần có lộ phí chứ. Ta không tin là ta sẽ bị chết đói. Thất tuyệt đường. Biết chuyện trên trời dưới đất, biết chuyện người cầu mong, chăm sóc khách hàng 177 của Thất Tuyệt Đường. Kính chào khách quan, xin hỏi ta có thể giúp gì được cho cô? TTD, các người nói chuyện tin tức nhanh nhạy, muốn hỏi sao? Có cách gì để kiếm tiền không? Vâng, thưa khách quan, nhưng mà trước khi hỏi thì phải trả phí. Một lượng vàng nhé cưng, vàng. Xem ra hai chúng ta cùng ngành đấy. Xin hỏi làm ăn kinh doanh gì? Cướp tiền. Khách quan thật là biết đùa. Nhắc nhở khách quan nhé, chiếc bàn này có giá 30 lượng bạc, nhẹ tay thôi nhé. Cái này có đủ không? Đủ rồi cưng. Vậy sao ta biết được, có lừa tôi không? Thất Tuyệt Đường biết chuyện trên khắp giang hồ, không bao giờ lừa dối ai, tuyệt đối không để khách quan trở thành người cuối cùng biết tin. 1, 2, 3, 4. Cái này chỉ có 6 cái tuyệt thôi. Cuối cùng quả là tuyệt trời. Chỉ có ông chủ của bọn ta mới biết. Nhắc nhở tốt đó nhé. Xíu trên tay cô chưa đủ để hỏi thêm câu. Cưng à, ta muốn kiếm nhiều tiền. Lệnh treo thưởng bắt yêu quái. Đây là lệnh treo thưởng cao nhất. Sớm biết vậy, đã mang theo đống sắt vụn kia rồi. Bây giờ chưa tới, chẳng có vũ khí bắt yêu. 88 lượng vàng của ta. Ta đã đi khắp núi này mấy ngày trời rồi. Xà yêu khổng lồ, giết người không chớp mắt, yêu khí ngút trời ở đâu? Ngươi ra đây đi chứ, ngươi ra đây cho ta xem nào. Kiếm tiền sao mà khó thế? Nơi này linh khí ít ỏi, nếu co đầu óc có vấn đề sẽ không tu luyện ở đây đâu nhỉ. Địa chỉ trên bảng này viết sai rồi ư?
cho ngươi cắn ta này, cho ngươi cắn ta này. Ta chờ ngươi, lâu lắm rồi. Ngươi còn chạy à? Cho ngươi chạy này. Chạy nữa con. Có chạy không? Hỏi ngươi đấy. Ta và bạn không giữ thù hận lớn, chỉ là vì cuộc sống thôi mà. Đã lấy bản hiệp nghĩa rồi, muốn tìm một thứ trả lưu hỏa châu. Trộm đây nhé. AI kêu xà trà. Châu gia tớ sẽ không hại bạn. Sẵn sàng trả gấp 3. Gấp 3. Tên yêu quái nhà cũng biết hối lộ cơ đấy. 3 lần của 88 là bao nhiêu? 88 cộng 88 cộng 88. 8 cộng 88 trừ 8. 264 lượng vàng. 264 lượng vàng. Vậy ta có thể mua bao nhiêu cái bánh bao? Cử động gì đấy? Một cái bánh bao 5 xu. Cô dùng 200 lượng mua bánh bao thì chi bằng mở tiệm bánh bao luôn đi. Nói có lý lắm. Còn chạy à? Đâu rồi? Tên xà yêu này chẳng đáng tin chút nào. Không ngờ vẫy hộ tâm lại bị đại tông sư của huyền môn thêm phong ấn ghê gớm như vậy. Giờ ta không có chút linh lực nào, không thể phá giải được. Có thể xem tạo lòng tin trước rồi tính toán sau. Sư phụ, sư phụ, thôn Đồng La, Tiêu Gia Viện sinh ra một tên ngốc A Phúc, không biết nói, không biết cười, kỳ cục, không có bạn bè, không có bạn bè. A Phúc ngốc về rồi, A Phúc ngốc, A Phúc ngốc, A Phúc ngốc còn cổng vợ nữa. A Phúc, sao ngươi lại cõng một cô nương về thế? Trông xinh xắn ghê. A Phúc ngốc, đừng vào, đừng vào, đừng vào. Các ngươi làm gì vậy? Đây là cô dâu mà. A Phúc ngốc bắt về đó. Đánh cô ta, đánh cô ta. Chạy mau, chạy mau, lên đi. A Phúc ngốc, tìm vợ đi. Các ngươi làm gì thế? Đây là đâu? Đồ ngốc, trói ta, còn băng bó giúp ta nữa. Vậy tức là bắt tôi hay giúp ta vậy? Có ném thì ném vào chỗ thoải mái chút chứ. Ánh mắt của thiếu niên này và nhịp tim của ta là gì vậy? Là ảo giác à? Xong rồi, tiếng tim đập to quá. Ngươi đứng lại đó. Ngươi chính là tên ngốc bắt trói ta về à? Một tên ngốc mà lắm trò ghê.
Khoan đã, không thấy ta bị trói à? Ngươi để đồ dưới đất, bảo ta ăn kiểu nào? Cho lợn ăn chưa? Màn thầu có độc không đó? Đổi cái khác. Màn thầu phải ăn kèm dưa muối. Mau lên, mau lên. Tiểu tử đấy, bắt cóc dân nữ là phạm pháp. Người hiền lành, đừng so sánh với bạn. Chỉ cần thả ta ra đi là xong chuyện. Ngươi chờ đã. Ta nói thật cho ngươi biết, ta là Nhạn Hồi, người của Huyền Môn, đuổi theo xà yêu tận đây. Đừng lo, ta đã đã thương nó rồi. Ây ai, chắc nó đang ở gốc nào các ngươi, trà trộn vào người khác, ngày ngày hút khí sống trên người các bạn. Ngươi phải thả ta ra. Ây ai, nếu không ai bắt được đến nó cả, không sẽ gặp phiền phức lớn. Đừng trách ta không nhắc ngươi. Ngươi ngốc hay tâm vậy? Khoan đã, chỉ còn một nửa màn thầu, chưa ăn xong. Ngươi mau thả ta ra, có nghe thấy không? Cuối cùng được sống. Sao ta có thể để cô đi được? Không có vẫy hộ tâm, ngươi chẳng qua chỉ là nỏ mạnh hết đà. Từ nay chẳng thể gây họa cho nhân gian. Sớm muộn gì ta cũng lấy được vẫy hộ tâm. Thân xác bất tử của ngươi thiên địa khó dung tha. Hôm nay ta phải thay trời hành đạo. Vĩ sát rồng của ngươi, lột vẫy rồng của ngươi, phân tán khắp thiên hạ. Long chủ, phong ấn ngũ hành. Dừng lại, long chủ, long chủ, long chủ. Dừng tay, dừng tay. Đừng tổn thương long chủ, mau rời khỏi đây đi. Đừng làm tổn thương người hiển, mau đi đi. Long chủ, long chủ. Ngày mai, ta cứ lợi dụng xà yêu đó thân cận, kế tự kế, dụ cô ta mắc mưu. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
情难寄。